Xin chào anh chị các bạn, trở lại với chuyên đề hồ sơ. Hôm nay em quay cái đang gỡ XLS một cầu số động. Bản này là bản màu đỏ nhá. Thời gian đặt nó cũng khá lâu. Thông thường thì các đại lý sẽ có sẵn màu như là trắng, đen, ghi. Đấy, còn riêng ba màu như là đỏ, xanh hay bạc thì thường là cái kén khách nó cao hơn. Bọn em thường phải đặt trước, đặt cọc và đợi xe vào khoảng 7 đến 10 ngày. Tùy từng trường hợp, tùy đại lý thì mình có sẵn nhé. Hiện nay thì xe này bọn em là bản một cầu số tự động, giá niêm yết là 707 triệu. Cụ thể khuyến mại thì trong quy định của hãng thì bên em cũng không trả trực tiếp khuyến mại qua video. Tuy nhiên thì từ 1 tháng 7 thì mình cũng đã được giảm thuế trước bạ mẫu xe rồi. Lăn bánh hiện nay ở tính thì trừ khuyến mại kép, đấy, khuyến mại của đại lý này, giảm thuế của nhà nước này và quà tặng đi kèm thì cái mức giá lăn bánh nó cũng rất là mềm, nó dưới giá niêm yết nhé. Các bác có nhu cầu cứ alo trực tiếp giúp bên em để bên em chủ động gửi cái báo giá, có thông tin liên hệ gửi cái báo giá qua anh chị để anh chị tham khảo nhé. Ngoài ra thì có một điểm nữa là mình nên lưu ý là cái dòng Ranger các đầu máy dầu thì thời điểm này bên em đã quy định về cái dầu đầu vào. Nguyên liệu bây giờ thì mình sẽ đổ dầu 0.1 nhé, để nó đáp ứng cái tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Đó thì lãi suất trả góp hiện nay mình tham khảo giúp anh em là với các ngân hàng lại tốt nhất như ngân hàng Shinhan của Hàn Quốc thì mức lãi suất nó sẽ dao động vào khoảng 10,6% trong toàn bộ thời gian vay. Mình vay được khoảng 5 năm nhé, trung bình là 5 năm tùy từng trường hợp. Còn các bác mà làm tự do hay là khó chứng minh thu nhập tài chính một chút thì cái lãi suất ưu đãi một năm đầu tùy từng ngân hàng đâu đó là khoảng dưới 10%. Các năm thứ hai trở đi thì mình sẽ cộng với cái biên độ và lãi suất tiền gửi nhà nước nhé, trung bình nó cũng rơi vào khoảng 12-13% một năm rồi. Cụ thể của từng xe như nào thì anh chị alo trực tiếp giúp bên em. Đó, quay nhanh cái màu đỏ này thôi. Còn chi tiết xe thì em cũng quay khá nhiều rồi. Cái màu đỏ này nó cũng phải chờ khá lâu. Đấy, nên màu trực tiếp như này. Anh chị có nhu cầu alo trực tiếp qua bên em nhé. Bên em hỗ trợ thêm. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.